Không người nào mà sống mà không cần thương. Không người nào sống mà không thương. Chúng ta thương và chúng ta thích được thương. Nhưng mà thương như thế nào để chúng ta đừng bị thương? Có nhiều lúc mình sống mà mình bị thương. Tại vì thương quá rồi không biết cách làm sao. Thương chập rồi người đó đau khổ với tình thương của mình. Và thậm chí mình thương chập rồi á, thấy người đó sao trơ trơ, cái bắt đầu mình buồn. Mình nói mình buồn, rồi mình giận, rồi mình ghét. Và mình nói lên một câu: tôi thương nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thôi từ giả, hổng thèm thương ai nữa. Bây giờ nếu mình nghiệm tới như vậy thì trước hết mình định nghĩa chữ thương. Thương là gì? Thương chính là sự chia sẻ mà mỗi người chúng ta dành cho nhau. Nếu mình không có thương, mình không bao giờ làm điều đó. Mà thưa đại chúng, mình không thương, mình không thể cho người đó làm được việc đó với mình, dù chỉ là một cái nắm tay. Chứ mình thương mình mới làm được. Mình thương con mình mới nấu cơm cho con mình ăn được. Thì cái giây phút mình làm cái việc đó chính là giây phút mình thể hiện cái tình thương của mình. Con nít dù nó mới sinh ra, nó chưa biết gì, nhưng mà nó có cảm nhận được mình thương nó không? Có. Vì nó gặp mình nó đòi ẵm. Nó gặp mình nó đeo mình, nó đưa tay nó muốn nhào qua người mình, dù nó chưa nói được gì hết, nhưng mà nó vẫn biểu lộ nó muốn mình thương nó. Và người nào mà ôm đứa nhỏ đó mà để cái tay trên người nó vuốt ve, nó cảm được. Mình nuôi một con vật mà mình thể hiện cái tình thương cho nó, nó vẫn nhận ra. Mà nếu như ngược lại mình đánh nó, mình ghét bỏ nó, nó gặp mình nó vẫn biết. Nó gặp mình là nó quay chỗ khác đi. Tại vì nó biết nó có tới với mình đi nữa, mình cũng chẳng ngó ngàng tới. Nhưng mà nếu mà nó biết rằng mình là người thương nó, mình vừa tới cửa thôi, thậm chí vừa đậu xe ngay cái lề đường thôi, ở trong nhà nó sense được, nó biết được mình về tới là đuôi nó vẫy lên, người nó chạy lung tung. Thế thì quý vị thấy trong cuộc sống này cần tình thương lắm. Mà nếu chúng ta không thương thì chúng ta cuộc sống này sẽ rất là khô. Mà cái chuyện thương đó không phải chuyện của nữ, cũng không phải chuyện của cha, cũng phải chuyện của mẹ. Mà thương là chất liệu ngọt ngào trong mỗi người, chúng ta được có quyền lưu xuất ra cho tất cả mọi người đều cảm nhận. Cha cũng có thể lưu xuất tình thương với con, mẹ có thể lưu xuất tình thương với con, thì tại sao cha lại không? Thật ra cái chuyện mà cho sữa con bú là chuyện bình thường. Hâm sữa cho con, hâm thức ăn cho con, tắm rửa cho con, cha có thể làm được. Tại vì giây phút mình làm một cái điều gì cho người đó, nghĩa là giây phút mình đang thể hiện tình thương, và mình gửi bao nhiêu cái năng lượng yêu thương đó đi vào trong người đó, để người đó nhận ra được. Thí dụ hôm nào mình giận con mình quá, mình phải tắm cho nó coi, mình kỳ người nó, cái cách kỳ mình nó khác. Vừa kỳ vừa nghiến răng. Rồi hôm nào mình thương nó, mình thật là vui vẻ, mình tắm nó coi, cái cách tắm của mình nó khác, có không? Bữa nào mà mình kêu con mình xuống ăn cơm á, con ơi con xuống ăn cơm, mẹ đợi. Ông ơi ông vô ăn cơm. Còn bữa nào mà mình bực lên á, xuống ăn cơm lẹ đi tôi dẹp. Thôi là một tiếng nói đó thôi là người ta hiểu rồi. Hồi nhỏ ở Việt Nam mà cứ tuần lễ cúp điện mấy ngày, mà ngày nào mà cúp điện là sẽ nghe những câu này nó vang rần ở trong xóm vậy đó. Mấy cha nội về ăn cơm cho tôi dọn. Trời tối rồi.
vân vân. Và tình thương á, là một thứ tình cảm nó xuất phát từ trái tim, chứ không ở đâu hết. Ở trong trái tim nó có chất liệu đó. Mà chúng ta sống như thế nào, chúng ta tu tập như thế nào để cái chất liệu yêu thương nó dạt vào mà nó lưu xuất bất tận. Mình thương một người nào, mình thương, mình thích một làm việc gì rồi, mình làm hoài, làm cả ngày không mệt. Pháp Hòa không dám gọi là khoe, nhưng mà thưa đại chúng là Pháp Hòa đến đây 2 ngày nữa là đúng 1 tuần. Mà từ khi đặt chân xuống máy bay cho đến giờ phút này, không ngày nào mà không làm việc, từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ 1 giờ sáng. Nghĩa là mình xếp chương trình rồi, nhưng mà có những chương trình khác xen vô. Mà hễ cái chương trình nào mà xen vô thì chương trình khác phải lấn một chút. Cho nên nãy giờ nếu mà mình ngồi cái bench, cái ghế đó đó, lẽ ra cái ghế đó ngồi 5 người, mà nếu mình có tình thương mình nhích vô một chút được người thứ 6 ngồi được. Thương ngồi gì cũng được hết á. Không thương ngồi chàng hán nữa. Hết chỗ rồi. Không thương nhìn biết liền. Hồi nhỏ mà đã sớm á, Việt Nam mình nghèo lắm. Mà các bạn hồi nhỏ mình ở chơi chung với xóm á, cái tình thương nó thể hiện rất là nhẹ nhàng. Nó đang ăn tô cơm vậy đó, nó bới tô nó ngồi nó ăn, mà đứa bạn đi ngang, ê mày cho tao miếng coi mày, là nó đưa cái tô cơm cho đứa bạn ăn mà không hề biết nhòm gớm gì hết. Còn bây giờ ở đây á, chỉ có mẹ ăn cơm của con thôi, chứ thử mình ăn dư đưa nó ăn không? Trừ khi nào đứa đó nó có một chút phong tục máu ngủ của Việt Nam chính gốc. Còn thôi á, mình đưa cái gì nó ăn nó coi chừng nào hết hạn. Có không? Em bị rồi. Đưa nó gì ăn nó nhìn coi chừng nào hết hạn. Hỏi con coi gì? Dạ con coi expired dates. Chỉ có cha mẹ ăn. Ở Việt Nam một cây cà rem đang cầm vậy nè, mà cà rem là không có ăn rồi nha. Ghê gớm vậy chứ. Đố có biết tại sao liếm cà rem? Cho nó lâu hết. Mình cắn cái nó hết làm sao? Cho nên cầm cây cà rem liếm một cái, truyền thằng bạn thứ hai liếm một cái, đứa thứ ba liếm cái mà hết cây cà rem. Tình thương nó ở trong đó. Cho quý vị mới thấy á, tình thương là một thứ tình cảm nó lưu xuất trong trái tim của mình. Và người nào là một con người, có thể họ rất xấu với mọi người, nhưng họ có thể họ thương con họ, vậy thì người đó chưa có cạn nguồn thương yêu. Họ vẫn còn thương con họ mà. Cho nên đạo Phật thường hay nói tới từ bi. Từ bi là một tình thương bình đẳng không phân biệt. Còn nói theo thế gian mình là tình thương. Thương là tiếng Việt. Tiếng Hán gọi là ái. Nhưng mà cái chữ ái của trong tiếng Hán á, nó còn hạn hẹp trong cái nghĩa là mình và người. Mình là người thương, người kia là người được thương, cho nên nó có đối tượng. Còn cái chữ từ bi á, là thương bình đẳng, bất cứ một đối tượng nào mình cũng thương. Cho nên á, nhiều khi sự đồng cảm cũng là thương. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa đồng cảm với các bậc cha mẹ. Cho nên Pháp Hòa nhìn người mẹ đó, Pháp Hòa hiểu cái tình thương. Như nãy Pháp Hòa đi xuống, đi ngang đi vào trong nhà vệ sinh thôi, đi ngang Pháp Hòa thấy người mẹ đang
chăm sóc một đứa con mặc dù nó lớn, nhưng mà họ biết đứa con nó không được khỏe. Và người mẹ chỉ mong rằng thầy đi ngang, thầy rờ đầu con cái. Mình hiểu như vậy đó. Cho nên Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa để tay xoa đầu cháu, ôm cháu một cái, thì người mẹ phiêu ấm lắm. Tại vì cái tình thương của thầy và tình thương của mẹ trong lúc đó nó tương đồng. Cho nên trong cuộc sống, tại sao mình thương được người đó? Tại vì mình tương đồng tình cảm với họ. Mình thương được họ một phần là vì mình với họ đồng cảm. Mình thương. Quý vị biết nhiều Phật tử tội lắm, lên chụp hình với Pháp Hòa, đứng sát bên chụp hình mà nói nhỏ vô tai: con khổ với mấy đứa con lắm, bữa nào con kiếm thầy tâm sự nghe. Cho nên lợi dụng lúc đó mới nói nhỏ được. Thương lắm. Và chính mình thương được như vậy, cho nên mình làm mà không mỏi mệt. Mệt lắm, buông ra là mình đuối. Nhưng mà mình bước ra mình thấy rằng sự có mặt của mình, sự nâng đỡ của mình một phần nào chia sẻ. Mình không thương mình không làm được. Và người đó cũng đang có tình thương lớn, trước hết là đối với con, cho nên mẹ thương con. Có cái bài hát mẹ thương con vì con giống ba, ba thương con vì con giống mẹ. Cái đó là trong cái tình cảm đối tượng cũng tốt, nhưng mà đối tượng. Còn từ bi là bình đẳng hết. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa xin thưa lại là tình thương là một sự chia sẻ. Tình thương là một tình cảm, nó xuất phát từ trái tim. Tình thương nó là sự đồng cảm. Mà tình thương nó có thể, nó có thể thể hiện trong nhiều cách lắm. Nó không có một, nhiều khi người ta đưa ra một số vấn đề để thể hiện tình thương, đó là một vài nguyên tắc, một vài hình ảnh để thể hiện tình thương, chứ thật sự ra tình thương nó thiên hình vạn trạng. Ví dụ như người ta nói vậy nè, mình thương người đó, mình làm việc đó cho người đó, nhưng mà nhiều lúc trong cuộc sống một cái chuyện nhỏ nó bất giác nó xảy ra thôi. Có những ngày đi Phật sự suốt cả tuần lễ này, có những lúc Pháp Hòa mệt, Pháp Hòa ngửa ngồi trên xe thiếp ngủ, trời nắng, tới hồi giật mình dậy, Pháp Hòa thấy có một Phật tử đang cầm cái quạt để bên thông nắng vậy nè. Đâu có sách vở nào nói vậy là thương đâu. Nhưng mà thưa đại chúng, trong một giây phút nào trong cuộc sống, một việc gì nó xảy đến, nếu trái tim mình có chất liệu yêu thương sẵn đó, nó lưu xuất, nó làm liền. Nắng thì che, mưa thì che. Mình đi ngang thấy đứa cháu nó cục, bà ngoại lụm cụm đi rót cho đứa cháu ly nước, uống đi con, con nó cục. Nó đâu có nhờ vả gì đâu, mà nghe nó ngồi ăn ở cái bàn nó nứt cục, mà bà ngoại lụm cụm đi từng bước tới cái bàn lấy nước cho cháu. Có một hôm Pháp Hòa đến nhà một Phật tử tụng kinh, thì cái đứa nhỏ đó nó nứt cục, nó nứt cục mà mình nghe mình chịu không nổi luôn. Tự nhiên cái bà nội nó đang mặc áo tràng vậy đó, cái bà sấn tới nó: con mới vô phòng bà nội con cắp tiền phải không? Cái nó cho táo qua chứ. Nó dạ không con, không có. Mày đừng có nói dốc, tao mới để tiền nó mất tiền rồi nè, mày chứ không ai hết á. Cái trời ơi, nó tức, nó cãi hoài không được. Cái bà thấy nó hết nứt cục rồi, bà nói: hết nứt cục chưa con? Quý vị với bà ngoại đang, bà nội đó đang làm gì không? Trị mẹo. Tại vì người nào mà nứt cục mình chọc cho họ giận á, họ tức á là họ hết nứt cục, tại nó văng cục nó ra rồi. Mà nó hết thiệt quý vị, nó hết thật. Cho nên rồi từ đó Pháp Hòa mới học được cái mẹo đó nữa.
Nhưng mà nhớ là khi chọc người đó giận, không được nói cho họ biết. Họ biết là họ không giận thì mưu sự bất thành. Chứ người nào giận là mình trị mẹo cho họ bằng cách là mình chọc họ giận. Cách đây 2 tuần lễ Phó Hòa bị nhiễm trùng mắt. Đi giảng về giảng ở bên Boston. Buổi đó Phó Hòa giảng 2 buổi trong một ngày, Phó Hòa chỉ ở có một ngày thôi. Cho nên ban tổ chức sắp xếp cho Phó Hòa giảng 2 buổi. Giảng xong buổi sáng, tới chiều sắp sửa ra giảng lặng, mắt trái nó mờ không thấy đường. Mà không thấy đường nhưng mà giờ tới giờ giảng rồi làm sao? Mà nếu mà đeo vô đây ta tưởng độc nhãn đau khắp. Và cuối cùng là phải để yên vậy đi xuống. Mà nhưng mà nó mờ lắm. Thì quý vị biết là khi giảng xong cái buổi giảng đó, lên phòng là mắt nó đỏ hết trơn mà mở không nổi nữa. Vì mũ cái kiểu infection đó. Vậy mà ráng bay về lại Canada đi bác sĩ. Thì khi Pháp Hòa về tới thì có một bác Phật tử năm nay 94 tuổi. Bác hay tin là Pháp Hòa đang bị nhiễm mắt vậy đó. Không, bác không nói gì, bác đi xuống bếp bác lấy rau răm đó. Bác nấu sôi lên rồi bác nhờ người bưng lên, gõ cửa phòng thầy để cho thầy xông mắt. Đó là gì thưa đại chúng? Tình thương. Thật thành thử ra thưa đại chúng, tình thương là một chất liệu, nó lưu xuất từ trái tim. Love is the nutrition, it's come from your heart. If you have full of love in your heart and you can see and you can do something for your loved one anytime. Mình có thể làm bất cứ điều đó cho người thân của, cho người thương của mình. Cho nên tình thương là đồng cảm. Tình thương thể hiện trong muôn ngàn cách. Không nhất thiết, dĩ nhiên là người ta sẽ đưa ra một số vấn đề để gọi là thể hiện cái tình thương của mình. Nhưng trước hết chúng ta nói những cái đó thì mình phải nói, mình phải định nghĩa tới chữ thương. Tiếng Anh gọi là loving kindness. Tại vì nếu mà chữ love không á, có thể gây hiểu lầm là yêu. Cho nên trong chữ love nó phải thêm chữ nữa là kindness. Loving kindness. Đó là dịch nghĩa của chữ từ bi. Vì trong cái tình thương đó, nó phải có cái action, nó phải có cái behave, nó phải có cái hành động, nó phải có cái cách đối xử. Mà nó ngộ cái lại mà nó thương rồi, cái gì nó cũng nói được hết. Chuyện tại trời nó cũng nói ra được. Ví dụ người đó giận quá chừng luôn, em giận nhìn em đẹp hơn. Thương rồi. Mà mình thương rồi là em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có 2 người như em. Bây giờ một trong những cái mà chúng ta thể hiện được, ngoài ra đây là những cái thể hiện cụ thể trong đời sống, ngoài ra chúng ta còn rất nhiều những cái chúng ta thể hiện, nó nhỏ nhặt trong cuộc sống, nó bất giác trong cuộc sống, nó bất chợt nó xảy đến và chúng ta làm được điều đó. Thứ nhất là mình dành thời gian cho nhau. Thường thường á, ở cái xứ Mỹ này ai cũng đi làm hết. Mà nếu cha mẹ mà mình vì cuộc sống lo bươn chải đi làm thì mình không có thời gian cho con cái. Thì khi mà con cái nó lớn lên mà nó không được cái sự chăm sóc của mình á, thì một phần nào nó không đi đúng cái đường mình mong. Vì có những đứa con mình không cần chăm sóc nhưng mà nó vẫn tốt, nó vẫn ngoan. Nhưng mà dạng con đó ít lắm. Con mà mình buông nó mà nó vẫn tốt, nó vẫn ngoan, nó vẫn đi đúng đường, đúng lối, không trật đường. Con đó Phật gọi là ưu sanh. Ưu sanh là gì? Đứa con sanh trong ưu việt, ưu tú, ưu việt. Đứa con đó tuyệt vời.
hiếm lắm. Trăm có một, ngàn có một, nhưng mà con liệt sanh thì đầy dẫy. Liệt sanh tức là hạ liệt, thấp kém, mình không chăm sóc nó, mình buông lơ là nó là nó đi, mà thậm chí chăm sóc nó quá chừng nhưng mà cuối cùng nó vẫn lệch. Quý vị hiểu ý mà nói, Phật nói con cái nó có ba dạng: ưu sanh, liệt sanh và tùy sanh. Hên lắm là được con tùy sanh là sao? Mình uống làm sao nó công theo kiểu đó. Con tùy sanh là nó tùy theo cái cách mình dạy dỗ cho nó. Nhưng mà phần lớn là ưu sanh, phần lớn là liệt sanh. Pháp Hòa đi giảng nhiều lắm, gặp rất nhiều gia đình trong nhiều hoàn cảnh. Thì có hai vợ chồng đó, vì công ăn việc làm cho nên gửi con ở trong cái chỗ babysit đó. Một tuần gặp nó con lần thôi. Ngày thứ bảy, ngày thứ bảy đến đó pick up con về cho nó chơi cho tới sáng chủ nhật, đem trả trở lại cho người babysit nó. Rồi hai vợ chồng về nhà lo đi chợ, chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Thì hai đứa nhỏ nó cũng tốt, lớn lên nó cũng thành tài. Nhưng mà mấy tháng nó chưa gọi về thăm lần. Thì lâu lâu mẹ nó nhớ, mẹ nó gọi. Nói chuyện hồi cái mẹ nó nói sao con không gọi về thăm ba mẹ. Nó mới trả lời, nó nói hồi đó ba mẹ tuần thăm con lần mà. Thì bây giờ mà con còn nhỏ mà con chịu được thì ba mẹ lớn rồi, dài ba tháng thăm lần chịu không nổi sao được. Pháp Hòa biết, không biết trong câu nói đó nó có ẩn cái giận hờn gì trong đó không, hay là nó lớn lên nó phiêu như vậy rồi nó nói như vậy, mình không biết. Nhưng mà dù cách nào đi nữa thì quý vị nghĩ người mẹ có buồn không? Bà buồn lắm. Khi buồn quá sanh đứa con thứ ba, thì sanh đứa con thứ ba ra nó bị bệnh, nó bệnh tự kỷ. Bây giờ hai ông bà chăm sóc nó, thì Pháp Hòa tới nhà chơi thì hai ông bà mới nói: con nghĩ chắc trời Phật thấy con, tôi thấy tụi con, hai vợ chồng con không có cái phước về con cháu, cho nên mới thí cho tụi con đứa con bệnh tật này, để tụi con chăm sóc hủ hỷ tuổi già. Nếu mà nó mà tỉnh táo như hai đứa em, hai đứa anh chị nó, chắc nó cũng bỏ tụi con luôn. Cho nên tụi con cảm ơn trời Phật cho tụi con đứa con bệnh này để nó ở với con suốt đời. Quý vị thấy không? So if you love someone, make sure you spend time with them, because life is too short. Có một cái đứa nhỏ đó, nó ra cái công viên nó chơi, rồi mẹ nó, ba nó mới hối nó về. Nó xin 5 phút thôi, thì ba nó giận dữ bỏ đi trước. Nó thấy vậy nó hết hồn, nó lật đật nó chạy theo. Thì trong lúc giận mà, cho nên ba đi trước thì không để ý nó. Nó lật đật nó chạy theo, nó băng qua lộ, xe cán nó chết. Thì khi mà nó chết như vậy đó, thì cha nó ẵm nó lên, và cha nó nói một câu mình nghe đứt rồi: bây giờ cha có thể cho con 100 lần 5 phút, nhưng mà có kịp không? Không kịp. Cho nên trong cuộc sống nhiều khi cái chuyện nó xảy đến rồi, mình nói tôi có thể cho người đó 100 lần cái 5 phút, 1000 lần cái 5 phút. Nhưng mà đôi khi người ta chỉ xin 5 phút, người ta nói chuyện gì với mình thôi, nín đi nó nhiều quá, không chịu nghe nhau. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi một cái đám tang của cái cô này, thì ba cổ hiểu lầm cổ mà không cho cổ giải thích. Thì cổ mới đi tới nhà hàng xóm ngang nhà, cổ cầm cái hình, cổ nói: chị thấy cái hình này để ngay đầu quan tài em đẹp không? Thì cổ hỏi vậy cái người ta mới quở nó bậy.
Rồi thôi ta cũng lo việc. Chiều lại cổ uống thuốc chuột, cổ tự dặn. Tại vì người cha hiểu lầm mà không cho con mình giải thích. Cho nên trong cuộc sống, nếu mình hiểu lầm ai hay mình nghĩ rằng mình hiểu đúng về người đó chứ đừng lầm nữa, nhưng mình hãy cho người đó một cơ hội để người đó bày tỏ những niềm đau, nỗi khổ, những khó khăn của họ coi. Biết đâu chừng họ nói xong mình giải tỏa. Cho nên cái giới thứ tư hồi nãy mình thọ đó, là ngoài cái chuyện mình nói những lời nói chánh niệm ra, mình còn phải học lắng nghe. Tại vì chính lắng nghe mình mới làm cho người khác vơi khổ. Trong đạo Phật chúng ta có một Bồ Tát tên là Quán Thế Âm. Bồ Tát này sẵn sàng lắng nghe những âm thanh đau khổ của chúng sanh. Bằng chứng là tất cả những khổ nạn gì chúng ta đều gọi Ngài hết mà. Mà gọi Ngài bằng các thứ tiếng. Tiếng Tiều, Quan Si Yim, tiếng Việt. Mình gọi đủ thứ tiếng hết. Cho nên Bồ Tát cũng cực lắm, phải đi học ESL, học đủ các thứ tiếng để có thể nghe được mình. Cho nên mình thương, một trong những cái mình có thể lưu xuất ra được đó là mình dành thời gian cho người thương của mình. Quý vị biết con cái ở đây á, tới 13 tuổi thôi, đứa nào mà giỏi lắm là 15 là bắt đầu nó xa mình dần rồi đó. Hồi đó nó quấn quýt dưới chân mình, nó hỏi này hỏi kia, mà càng lớn nó càng nín, nó không nói mình. Đây có một Phật tử mới lên nói Pháp Hòa đây. Con là single mom, nuôi con từ nhỏ tới lớn. Mà bây giờ con vô phòng đó, nó hỏi vô đây làm gì. Con mới nói là tại con thấy mẹ con không nói chuyện với mẹ, mẹ muốn kiếm chuyện nói với con. Trong phòng này không có gì của mẹ để vô đi kiếm hết đó. Và con cũng có chuyện gì với mẹ hết đó. Mẹ mới nói đúng rồi, nhưng mà mình là mẹ con mà mình phải tâm sự với con. Cho nên mình, một trong những cách đó là mình dành thời gian cho nhau. Cho nên quý vị biết không, nhiều khi con mình nó nhỏ đó, mình cực cái xác à, chăm sóc sữa khăn rồi cho nó vậy thôi mà mình không mệt cái đầu. Mà nó càng lớn, nó chừng 13 tuổi thôi là bắt cái đầu giữa cái xác mình nó mệt theo. Nó bước ra ngoài nó đi cái là mình lo không biết nó đi đâu. Rồi đôi khi bây giờ nó có một cái phone trong tay nó nữa rồi là mình cũng khổ lắm. Tại vì mình phải rình cho nó nói chuyện với ai. Phải không? Có không? Em đó, em cũng rình kiểu đó. Mà rất tiếc giờ cái phone nó có password, muốn vô vô không được. Bây giờ nè, nó có email nè, nó có Facebook nè, nó có internet nè. Cho nên nó đi dạo trong cái thế giới mà mình không đi theo nó nổi. Mà quý vị biết có những người, người ta sống đau khổ tiêu cực mà người ta cứ tung những cái tiêu cực khổ đau đó ở trên mạng, mà nó kết bạn với những người đó. Pháp Hòa giúp cho rất nhiều đứa nhỏ khoảng chừng 15-16 tuổi là giờ là cứ cắt tay cắt chân tự giận nha. Hỏi tại sao con làm vậy? Nó nói dễ, trên mạng có nhiều người tự giận chỗ đó lắm. Và nó không thấy cuộc sống này có gì đáng sống nữa. Trời, có nhiều bậc cha mẹ thấy thương lắm. Thể mà cha đi làm thì mẹ phải nhà giữ con. Mà mặc dù nó lớn tuổi, hai mấy tuổi rồi, mà không bỏ nó một chút được. Hãy bỏ là nó tự giận. Bây giờ trong nhà là tủ dao, tủ đồ làm lót hết. Cho nên thưa đại chúng, Đức Bồ Tát Quan Âm càng nghe cái khổ đau của chúng sanh thì tình thương của Ngài với chúng sanh càng lớn. Mình càng nghe khổ đau của mọi người xung quanh thì cái tình thương mình nó càng lớn lên. Mà mình không phải là những người bị dễ. Có nhiều người khác, người ta nghe chừng nào người ta bị stress chừng đó.
người ta nghe xong người ta bị ảnh hưởng đó. Cho nên có những người counselor mà cuối cùng vẫn bệnh tâm thần, vẫn bệnh stress. Có nhiều ông bác sĩ về tâm về tâm thần, những bác sĩ trị bệnh tâm thần, những bác sĩ chuyên về tâm lý mà cuối cùng vẫn tự dẫn chết, vì không đủ khả năng tiêu hóa những khổ đau người khác đến với mình. Cho nên mình học Phật đỡ lắm, mình quy y pháp để mình có phương pháp để mình hóa giải các pháp trong thế gian. Vì các pháp thế gian là khổ, là vô thường, nhưng mà chúng sanh mình không đủ phương pháp tiếp nhận khổ vô thường biến đổi đó, cho nên mình tự giận, mình stress, mình depress. Còn nếu mình có Phật pháp, mình hiểu các pháp nó là như vậy, nó phải đến lúc nó biến thể như vậy thì không có khổ. Ví dụ nãy cái ho này ta kéo màn lên nó sáng rực, bây giờ nắng nó dội quá sợ đen kéo xuống. Các pháp nó như vậy mà, chỗ nào nắng thì mình phải che, mà hễ tối mình mở đèn thì hồi nãy sáng rực, bây giờ vẫn sáng, nhưng mà không sáng rực thôi, nhưng mà vẫn sáng. Mình phải chấp nhận các pháp nó biến chuyển như vậy để tâm mình bình an. Cho nên người có Phật pháp là có phương pháp, người có Phật pháp là có trí tuệ, có chánh niệm để nhận các pháp nó biến đổi mà bớt khổ bớt đau. Hồi nãy con bác mới ghi câu hỏi đây: làm sao con đừng có sợ già bệnh? Trời đất ơi, bác ơi, bác già bác mới bệnh, cháu chưa già cháu cũng bệnh tứ tung, tại cháu không quảng cáo bệnh của cháu thôi. Thế nên mình già bệnh, đó là cái pháp hạnh phúc, là gì đi thứ tự già mới bệnh. Có những người chưa già đã bệnh. Pháp Hòa có cô đệ tử, đây là đệ tử bất đắc dĩ, là vì á, cô là một Phật tử thuần thành ở chùa Hải Đức ở Regina, mà kính Pháp Hòa đã về chùa đó mười mấy năm nay để giúp đỡ cho mọi Phật sự. Cách đây 5 tháng, hồi tháng 3 hả? Tháng 3 tới giờ là mấy tháng? 4 tháng. Cô bị bệnh, tưởng không qua khỏi, thì Pháp Hòa làm lễ xuất gia gấp cho cô tại bệnh viện, vì đó là tâm nguyện của cô. Sau khi xuất gia rồi cô đỡ ra, nhưng mà gần đây thì không khỏe. Ngày hôm kia gia đình liên lạc báo là cô đã vô ICU rồi, nặng lắm. Thì Pháp Hòa hứa là tháng 8 năm nay sẽ chính thức làm lễ truyền giới xuất gia cho cô, để cô được làm người xuất gia theo đúng tâm nguyện của mình, để mà như là appreciate, để tán thưởng công đức một Phật tử thuần thành hộ trì Tam Bảo. Thì khi mà cổ bị coma như vậy đó, Pháp Hòa gọi về và nói với gia đình là khi đi chuyến này về, Pháp Hòa sẽ lập tức đi xuống đó để làm lễ thỉnh quý thầy nữa để truyền giới cho cô. Nhưng mà thưa đại chúng, cô đã ra đi hồi 11 giờ sáng nay. Và hồi chiều giờ là Pháp Hòa trên xe chứ sắp xếp tang lễ với gia đình. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy rằng một người đang khỏe đùng ra bệnh rồi chết. Cho nên thật sự mình sợ chết, sợ cũng không được, tại vì chết là một sự thật. Ở trên đời này không có cái gì chắc hết, chỉ có chết mới chắc thôi. Cho nên mỗi một lần chuyện gì xảy ra mình nói chắc chết, yên tâm chuyện đó, chết là chắc. Cho nên bác đừng có lo, mà bác có lo cũng chẳng lo được gì. Thì thay vì như vậy đó, cái lo nó sẽ làm cho bác khổ bệnh. Và nhất là người nào mà lo chừng nào là tăng xong nó dễ lên. Người lo là tăng xong dễ lên, bao tử dễ bệnh.
đường dễ lên. Nói chung là đã có một chút tì vết gì rồi mà lo lắng nhiều, phập phồng nhiều, hễ lo là mất ngủ. Mà mất ngủ là tăng xong sẽ lên, mà tăng xong mà lên lâu năm lâu ngày rồi sang qua tới bệnh tim. Cho nên bác mà lo như vậy đó, cái lo của bác hồi nãy là lo bị bệnh già mãn tính như là bị stroke nằm chỗ. Đây, một bác Phật tử ở tại Michigan, mới mấy thầy mới gia đình mới email báo cho chùa biết là bác mới vừa bị stroke, bây giờ đã liệt nửa người. Mà trước kia là bà mỗi lần qua bên chùa Trúc Lâm bà ở lần cả 6 tháng. Mấy tháng trước không khỏe về nhà dưỡng bệnh, bữa nay hay tin bị stroke rồi. Thì thưa đại chúng, cái chuyện đó nó phải xảy ra với tất cả chúng ta ngồi đây, mà mình không biết được ngày mai mình là gì và ra sao. Cho nên còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như đám mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. 100 năm trước thì ta không có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Vì vậy cho nên có mặt cho nhau là một thể hiện tình thương. Ví dụ như mình chắp tay, mình dâng Phật, hôm nay chúng con thành tâm tụng kinh lễ Phật vậy không? Ngưỡng mong Tam Bảo thùy từ, quan giáng đạo tràng chứng minh gia hộ. Cầu Phật, cầu Tam Bảo. Quan giáng tức là hãy đến đây bằng ánh sáng, bằng năng lực của các ngài. Quan giáng đạo tràng tức là đến đạo tràng chúng con đây. Đó, giờ này đó, mình thiết lập về là đạo tràng rồi đó. Hồi nãy Pháp Hòa quy y cho đại chúng và thỉnh Phật quan giáng đạo tràng. Phật có mặt với mình. Trước khi mà lên giảng lúc nào cũng vậy, trong bụng Pháp Hòa nguyện xin Phật Tổ gia hộ cho con, để con có đủ năng lực đem lời Phật Tổ truyền hướng dẫn lại cho đại chúng. Tại vì con dở mà thuộc dở ẹt à, con phải nhân vào năng lực của Phật Tổ. Phật Tổ có mặt cho con. Khi đặt pháp danh cho quý vị, Pháp Hòa không phải cầm cái viết lên đặt đại nữa. Nguyện trong đầu, con không có đủ năng lực gì biết ai làm sao để đặt tên hết. Thì Tam Bảo thấy tánh tình người nào sao khiến cho con nghĩ ra cái chữ đó con đặt. Mà có nhiều khi đặt ra vậy có đúng phóc ngay người đó. Ví dụ người đó Pháp Hòa đặt pháp danh là từ An Nhẫn thí dụ đi. Cái người nhà nghe tên nó, trời ơi sao thầy biết, nhỏ nãy nóng dữ lắm. Phật Tổ cũng có mặt với mình, cho nên mình cũng có mặt cho nhau. Mà quý vị biết không, mỗi lần mà đi chùa mà dẫn con mình theo mà nó chịu đi với mình đó, mình mừng như trúng số vậy đó. Có không? So you guys remember, your mom, your dad, if you follow them to the temple, they feel like they win the lottery. They so happy with your presence. Trust me, they so happy. Con bà cụ mới đây, Pháp Hòa đi thăm bà, năm nay 87 tuổi. Quý vị với bà nói làm sao? Bây giờ á, con trai con và các đứa con của con hướng về Phật Pháp hết. Thầy biết con mừng hơn con trúng số. Ai cho con tiền muôn bạc triệu trúng số con không vui, mà bây giờ con thấy con của con nó biết đạo hết, con mừng lắm. Cho nên mình thương cha thương mẹ mà mình mà biết đạo, mình hiểu đạo, mình tu đạo, cha mẹ mừng lắm. Tâm trạng Pháp Hòa đó thưa đại chúng. Pháp Hòa mà đi xuống bếp mà thấy một chú tiểu nào mà đứng rửa chén, mà vừa rửa chén mà vừa ngâm nga mấy câu kinh, nó Pháp Hòa vui dữ lắm. Hoặc là thấy huynh đệ nó say lại, nó nói chuyện với nhau trong tinh thần vui vẻ, Pháp Hòa vui dữ lắm. Thậm chí mà sáng nào ra hay bữa nào tụng kinh mà thấy chú đó mà
không có bài học, hay là có thể nhiều lúc nó lười quá, nó cứ lấy cớ nó có bài nó học hoài, mình thấy học hoài nó không thấy tụng gì chứ. Trong bụng mình buồn mà không dám nói, mình nói thì nó nói sao học cũng la. Mà thiệt sự thấy nó lên đắp y nó tụng kinh mình mừng dữ lắm. Thấy chú nào mà cầm cuốn sách mà đọc có vào vui dữ lắm. Mà thấy nó cầm cái iPad mà nó cứ chọt chọt hoài mình buồn dữ lắm. Cho nên nó hay chọc mấy đứa nó: "What do you carry?" "Oh, I'm carrying iPad. I'm having my iPhone." Pháp Hòa mới nói: "Why don't you have iPray?" iPhone, iPad mà không có iPray. So make sure we I pray before I play. Có mặt cho nhau. Vì chính Phật Tổ mình cũng muốn có mặt cho mình, cho nên ngày nào tụng kinh cũng mong Phật Tổ có mặt cho. Vậy thì tại sao mình thờ bằng thờ ông bà ở nhà? Vì mình muốn ông bà có mặt cho mình. Mà thật sự ông bà biết ở đó không? Nhưng mà cái hình ảnh đó, hình ảnh đó là hình ảnh biểu tượng là ông bà đang ở trong nhà mình. Và cháu mình nó sanh ra, nó biết ông đó là ai. Nó tới nó hỏi mình: "Ông đó là ai? Bà đó là ai?" Mình có cơ hội mình nói cho nó nghe: "Đây là bà nội con, bà cố con truyền xuống." Nhưng mà mình cất cái hình đó đi thì nó không có cái điểm để nó hỏi mình câu hỏi. Mình để cái hình đó để nó hỏi mình, mình có cơ hội mình nói. Và chính lúc nói là mình truyền. Cho nên mình bạn người Việt Nam mình có bàn thờ ông bà không phải riêng của đạo Phật, mà đó là đạo lý của người Việt Nam. Cho nên mình đạo gì không cần biết, trong nhà phải có bàn thờ ông bà. Vì ông bà không có thì mình không có gì hết. Gốc rễ không có, tâm linh không có. Cho nên trên thờ Phật là tổ tiên tâm linh, dưới ông bà là tổ tiên huyết thống. Con người mình có hai gia đình, tâm linh và huyết thống. Quý vị, giống như ví dụ bây giờ quý vị thương Pháp Hòa, quý vị đến với Pháp Hòa, quý vị thương Pháp Hòa là vì Pháp Hòa là một người tu, một người thầy tâm linh. Và quý vị cũng có thương con, thương cháu mình là thương huyết thống. Mà Pháp Hòa biết Phật tử thương Pháp Hòa lắm. Mấy ngày nay được hung hoài, nhưng mà không có hung mặt, toàn hung tay không. Tại vì mấy bác á tới đứng chụp hình vậy nè, chụp xong rồi xoay qua hung tay cái: "Thương thầy lắm." Có nhiều bác thương lắm. Hồi nãy có Pháp Hòa tới nhà có cô đó, cô bắt tay mà cô nói: "Trời bé ơi, tao nổi da gà hết trơn." Mà nhéo tao một cái coi tao thiệt không. Tất cả những cái đó nó lưu xuất từ cái trái tim thương hết. Có nhiều cô thương lắm, lại thương chụp tấm tay. Mấy anh khều khều nói: chị để tay xuống." Chờ Pháp Hòa hay nhắc Phật tử ai cũng có cái thể hiện tình thương. Trường hợp nào mà nó kẹt lắm mà mình lên tiếng, không thì nhẹ nhàng. Đừng làm cho người ta cảm thấy là người ta bị mình la trong cái tình thương đó. Có nhiều đứa nhỏ nó gặp thầy nó câu cổ để chụp hình. Mình la: "Sao mày chụp câu cổ thầy?" Kệ nó. Tại vì nó theo kiểu mod mà, kiểu Mỹ mà. Nó câu cổ thầy chứ nó có cắn cổ thầy đâu đó. Cho nên Pháp Hòa dễ dàng nhẹ nhàng đó. Không phải là mình khoái cái đó, nhưng mà mình biết nó không có, nó không có, nó thương mình mà nó biểu lộ theo cái kiểu của nó. Cho quý vị đừng có la mấy đứa nhỏ mấy chuyện đó. Nó lại nó câu cổ thầy, nó hai thầy rồi, đừng la nó. Nó hai thầy là mừng rồi. Mà nó lỡ nó quên nó hai thằng mới mệt. Ngày hôm qua đi tới cái chỗ đó thì trời cũng hơi tối tối rồi. Thì có anh em Phật tử phương phi lắm, mặc bộ đồ tu đậu cạo.
nó điền trước vậy đó. Cái mấy vị sẽ hỏi, ồ có thầy nào mới tới vậy? Phò nói không, đó thằng. Rồi bây giờ mình thể hiện, dành thời gian cho nhau. Thứ hai là mình lắng nghe nhau. Lắng nghe là một pháp tu đó thưa đại chúng. Tại vì đa số mình ham nói hay ham nghe. Quý vị biết không, nhiều khi ở đây có ai bị một cái tình cảnh là mình nói chuyện với một người đó mà người đó nói không, mình không có chỗ mình xen không? Có không? Nhiều lúc họ nói mà mình muốn không biết chỗ nào rảnh để mình xen vô. Đôi lúc là Pháp Hòa xen vô hoài, thấy không xen được thôi ngồi yên. Cái hồi nó đã đợi cái, ủa thầy còn đó không thầy? Nói, lúc đó mình mới nói dạ em đây. Nói cho đã đời rồi, không cần biết mình có nghe không. Với hồi giật mình là ố thầy còn đó không thầy. Lắng nghe. Người ta có nhiều câu tán thưởng Đức Quan Âm lắm. Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu. Thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng khổ hải, thường tác độ nhân dân. Đó là bản nguyên âm chữ Hán được dịch nè. Bồ Tát Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi. Không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền dâm cứu độ đời. Chỗ nào có cầu thỉnh là chỗ đó có ứng. Cho nên là Phật tử ở San Phan này tội lắm á. Là Pháp Hòa đã gặp nhiều bác, nhiều cô, nhiều Phật tử đây đã nhiều năm, cứ muốn Pháp Hòa về đây hoài mà chưa làm được. Nhưng mà Pháp Hòa biết Pháp Hòa nợ Phật tử San Phan một chầu, cho nên mới có mặt nè. Cho nên nhiều lúc mình chưa đáp ứng được, gặp cái cô đó mình lẻn, mình lơ lơ. Tại sao? Chị vì mình họ hứa với cổ nhiều quá rồi. Nhưng mà hôm nay Pháp Hòa rất vui vì Pháp Hòa làm được cái việc Pháp Hòa muốn làm. Đó là về thăm Phật tử ở San Phan. Trong cuộc sống của chúng ta, cái âm điệu á, nó luôn luôn nó làm cho người khác muốn nghe. Bây giờ quý vị để ý coi, hãy vô xe là mở radio, về nhà là phải mở tivi, hãy rảnh là mở phone nói chuyện. Vậy thì lúc nào mình cũng muốn gì? Muốn nghe và muốn nói. Cho nên trong cuộc sống này á, nói và nghe là hai cái điều mà rất là ai cũng muốn. Mà mình phải nói như thế nào để người khác chịu nghe, và người mình phải nghe như thế nào để mình hiểu, chứ đừng nghe nghe mà không phán xét, không phản ứng, không mang một cái, bất cứ một cái thành kiến nào hết. Pháp Hòa ví dụ, có nhiều người mình chưa bao giờ gặp mà mình chỉ nghe người ta nói về người đó thôi. Người đó coi vậy chứ khó chơi lắm nghe. Nghe người ta nói thôi là bắt đầu mình có thành kiến với người đó. Mỗi lần mình gặp người đó hình như mình không muốn gặp, tại vì mình nghe đồn về người đó. Có một ngày nọ, bất đắc dĩ lắm mình phải ngồi với người đó, tự nhiên sao mình thấy, ủa người này hoàn toàn không có giống như xưa nay mình nghe người ta nói. Cho nên thưa đại chúng, có nhiều khi người ta hiểu lầm mình nhiều lắm, vì người ta chỉ nghe người khác nói về mình thôi. Và mình có thể, một là mình không có cơ hội mình đính chánh, mà cũng không thể đính chánh mấy chuyện đó được. Thôi thì mình cứ sống đi. Mình cứ sống như thế nào để một ngày nào đó họ sẽ hiểu mình. Và có thể họ không hiểu mình, nhưng mà cái người lâu nay hiểu lầm mình nói cho họ nghe đó, bây giờ họ hiểu mình, họ nói ngược lại giùm mình. Trường hợp đó cũng có. Ở bên Nhật có một vị hòa thượng tên là Bạch Ẩn. Ngày được người ta quý lắm, cho nên cả xóm cả làng đó là cung kính ngài, gọi ngài là Phật sống. Mỗi lần lên chùa nói Phật sống, Phật sống. Và ngài cũng nói thế à. Rồi có một cô gái trong làng, cổ lỡ cổ có mang thai oan với một người trong xóm mà cô không dám nói.
bị tra quá chừng, cuối cùng cổ đổ thừa con của ngài Bạch Ẩn trên chùa. Bắt đầu làng xóm kéo tới chửi ngài và nói từ nay về sau ông không phải là Phật sống nữa. Ngài cũng nói thế à. Mấy năm sau cô này hối hận, cô này hối hận rồi đến thú thật chuyện này, làng xóm hiểu được, chạy lên chùa sám hối. Và cuối cùng ngài đáp sao? Thế à. Cái điều thứ hai mình thể hiện được cho người thân người thương của mình đó là lắng nghe. Điều thứ ba là gì? Giúp đỡ. Có lắng nghe. Thưa đại chúng, tại sao mình hay xài hai chữ lắng nghe? Vì có lắng mới nghe. Không lắng lấy gì nghe. Chữ lắng là yên tĩnh suốt. Mà mình còn lao sao, mình không nghe rõ. Cho nên người ta nói nghe nè chưa đủ, xin đại chúng lắng nghe. Vì lắng là lắng xuống, bình an xuống thì nghe mới kỹ. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương. Tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơ. Học nhìn lại hiểu và thương. Mình phải lắng mình mới nghe được. Mình lao sao nghe không rõ. Pháp Hòa ví dụ mình tụng kinh á, mình tụng kinh á là mình phải tụng sao để cho người ta nghe mà lắng, người ta lắng mà nghe. Mình tụng giống như trả bài vậy đó. Đệ tử chúng con từ vô thị cái báo tá bà làm mẹ làm chồng vợ bao lâu làm rồi. Tụng sao không biết mình tụng gì hết. Nhưng mà nếu mình tụng đệ tử chúng con từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê, nghe không? Nghe rõ không? Tại vì sao? Tại vì mình tụng chậm. Mình tụng rõ cho người ta nghe, để người ta lắng. Người ta đang lao sao vậy đó, mình tụng sao mà ta nghe ta lắng xuống. Rồi người ta lắng xong rồi á, người ta càng muốn nghe. Có phải không? Thí dụ mình nghe ai hát câu rồi á, hay quá, mua mua, hát nữa. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng kinh, quý I hear you well. Có một cái lần đó Pháp Hòa đi xuống dưới miền quê á, đi tụng một cái đám tang. Thì quý vị biết ở dưới quê là thầy tụng nhiều lắm. Thầy tụng nghĩa là mình mướn tới tụng á. Trời ơi, ông tới ông tụng mà giống như ông trả bài, để hết giờ ông ăn tiền vậy đó. Cái thì tới giờ Pháp Hòa tụng, thế tới giờ Pháp Hòa tụng, cái Hòa tụng xong cái ông thầy đó ông vô ông cất chuông cất mỏ ông đi về. Cái gia đình mới nói ủa sao thầy không ở thầy tụng nữa. Hồi nhỏ nó tụng hay quá, để nó tụng đi. Hồi nhỏ đi tụng một cái đám mà cuối cùng ngày hôm sau á đi chôn không có ông thầy, bị gì ông nghe mình tụng tới rồi ông cuốn con đi rồi. Cuối cùng quý vị biết không, ngày hôm sau Pháp Hòa phải xách cái mỏ đi làm thầy tụng đưa đi chôn. Cho nên khi mà mình có những người á, người ta rất cần nghe, nhưng mà quan trọng là cách mình nói. Người ta cũng muốn nghe lắm chứ, nhưng mà cách mình nói sao để người ta chịu nghe. Và có những người không muốn nghe, xin đại những người không muốn nghe thì phải tập chịu nghe để hiểu. Tại vì không nghe thì không hiểu. Ví dụ như có nhiều người ta nói đạo Phật mê tín dị đoan, tại các vị đó chưa hiểu đạo Phật. Hiểu đạo Phật rồi đâu nói vậy. Tại vì đạo Phật là Phật giáo là gì? Là giáo là dạy, Phật là tỉnh thức. Phật giáo nghĩa là dạy cho con người sống tỉnh thức chánh niệm.
Thế gọi là Phật giáo. Đạo Phật, đạo là con đường, Phật là tỉnh thức. Đạo Phật là đạo tỉnh thức, là con đường dẫn mình đi tới chỗ an vui hạnh phúc. Vì chúng ta sống ở đời này ngày nào cũng phải có đường để đi. Thậm chí muốn lên đây phải biết đường lên, chứ không biết đường đi chậm. Dù ngắn dù dài phải biết đường, thì chúng ta sống phải biết cách. Cho nên hai cái chữ lắng nghe đó quan trọng lắm. Phải lắng mới nghe, không lắng thì không thể nghe. Cái bài kệ quý vị nghe đó, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Mình có thể nghe tiếng chuông triệu lần rồi, nhưng rất có thể hồi nãy lần đầu tiên mình nghe một tiếng chuông mà nó thanh thoát, mà nó lắng tâm như vậy. Có thể nhiều khi mình nghe tiếng chuông thỉnh trong chùa hoài, nhưng mà những tiếng chuông đó chưa đủ năng lực. Cũng có thể một tiếng chuông vị nào phát ra bằng cả cái thanh tịnh, mình nghe mà sao nó lắng quá. Pháp Hòa có làm cái bài thơ nói về lời kinh. Dường như không phải lời ca, mà sao thánh thoát ngân nga lạ thường. Xin lỗi, dường như không phải lời ca, mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lây người trong giấc mộng chung thuở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn múa vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đây tìm lại nguồn vui thuở nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh diệu, có lời kinh nhẹ, biết bao nhiêu tình. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Có nhiều khi chỉ một bài kinh mình tụng, nhưng nếu mình tụng từ trái tim, từ tình thương, người khác sẽ nhận được cái bài kinh đó. Cho nên tụng kinh đó, không phải chỉ ngồi xuống chuông mỏ rồi cứ ngâm nga mà tụng, mà phải tụng bằng từ cái trái tim của mình. Tụng làm sao mà mình có tình thương trong lời kinh thì bài kinh đó trọn vẹn. Nhiều khi mình nấu một chén cháo trắng cho người thân mình ăn thôi, đâu có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà nếu cháo trắng đó mà nấu cả tình thương thì cái cháo trắng đó nó khác lắm. Nó nở vừa, nó ngon lắm. Còn mình nấu mà bằng bực bội thì ăn nó sừng sực, nó bưng bức, nó làm sao đâu. Cho nên nhiều khi một cái việc rất nhỏ nhưng tình thương có trong đó thì người khác cảm được liền. Có những người, người ta nuôi cây, người ta trồng cây mà người đó chết, cây chết theo. Cho nên mình có sự giúp đỡ, mình có lắng nghe, mình có giúp đỡ. Mình không hiểu làm sao mình giúp. Cho nên á, mình muốn giúp người ta, mình phải hiểu người ta. Mình phải hiểu người đó cần cái gì mình mới giúp nó đúng. Mình muốn giúp mà mình không hiểu người đó cần cái gì thì càng giúp càng hư chuyện. Ở Việt Nam có câu, người ta kêu sao? Có thiện chí mà không hiểu vấn đề thì làm cái việc đó càng hư sự. Cho nên mình biết việc mà mình giúp được thì cái việc đó nó nhẹ nhàng. Kế đến đó, để thể hiện tình thương, nhiều khi trong cuộc sống mình nhớ cái món gì người đó thích thôi, tự nhiên người đó vui dữ lắm. Pháp Hòa ví dụ như mình thích ăn ớt, mỗi lần dọn cơm cho mình, cái người đó ngó nhìn thấy không có chén ớt, cái người đó đi lấy chén ớt cho mình, đâu cần nói gì đâu,
Nhưng mà mình hiểu rằng tình thương nó có mặt trong đó. Pháp Hòa thì thường là uống nước sôi, cho nên mỗi lần tới nhà nào hay ai cũng đãi nước sôi. Thì khi mà mình thấy một cái ly nước nóng mà ta đem ra là mình hiểu là người ta thương mình, ta hiểu mình đang thích cái đó. Uống nước nóng thôi, nói chung là nước trà cũng được, nước sôi cũng được, cái gì nóng. Phần lớn là vậy. Chơi các vị đem nước trà, nước sôi, nước ấm ấm ra là mình biết rằng người này có biết mình. Nhưng mà lỡ người ta không biết á, người ta có làm á, nói bộ không biết tôi hả? Nếu mà người ta gần mình, người ta mới hiểu mình. Mà người đó làm cái việc đó không đúng, nghĩa là người ta chưa hiểu mình, chứ đâu phải người ta không thương. Nhiều khi phải nhớ vậy để đừng trách người khác. Có nhiều khi Pháp Hòa nói vừa đây có hai vợ chồng gây lộn rồi đem lên chùa. Trời ơi con khổ bà quá thầy ơi, hỏi dù gì nữa. Bà muốn cái gì bà không nói, bà cứ bắt con hiểu à. Mà mình làm gì mệt gần chết, giờ đâu nữa hiểu bà. Cho nên nhiều khi mình muốn gì mình phải nói cho người đó nghe, người ta mới hiểu được mình. Và dĩ nhiên là mình, mà mình biết rằng á, khi mà cái người đó làm một cái gì mà người ta nấu một cái gì mình thích á, là mình biết rằng người đó có để ý mình, có thương mình, có chăm sóc mình và có quan tâm mới làm việc đó. So when you come to the meal, even supper or lunch, and you know that on the table some food that you like, and you should know that your mom care and love you. If she do not care, she never cook the dish you like. And if any dish on that table which you like, that means something left, some love on the table. Mình không thương người đó không bao giờ quan tâm. Pháp Hòa thấy rồi, nhiều người mẹ nấu bữa ăn cực lắm, nấu tới 3-4 món lận. Món này đứa này thích, món kia đứa nọ thích. Có nhiều khi á, cái đứa đó nó không ăn cay, trước khi để ớt vô phải múc ra dĩa để riêng, vì biết nó không ăn cay. Ở trong chùa cũng vậy thưa đại chúng. Ở trong chùa có những người không ăn chao, không ăn tương, không ăn gì đó, mà mỗi lần trước khi nấu cái món đó số lượng cho đại chúng là người đó, cái người nấu ăn phải nhớ múc cho cái vị kim miếng. Pháp Hòa nhớ trong chùa có nhiều người không biết ăn rong biển, cho nên mình nấu canh mình hay để miếng rong biển vô vậy đó. Thì trước khi để rong biển vô, múc rang tô để riêng cho người đó. Rồi có nhiều khi một người đó không ăn ngò, Phật tử biết sư cô đó, thầy kia không ăn ngò, không để ngò vô. Quý vị biết mỗi lần đem lên bàn, Pháp Hòa nhìn cái tô đó cho cái vị đó, Pháp Hòa nói liền: hôm nay thầy có hạnh phúc không? Thầy có biết là thầy đang hạnh phúc là một Phật tử đang nhớ thầy không ăn ngò mà múc một tô canh không để ngò cho thầy không? Mấy thầy mấy chú trẻ trẻ trong chùa là ngày nào qua cũng nói. Mấy thầy thích ăn bánh tráng cuốn, mấy cô là đem rau sống lên cho, làm những cái món cho cuốn. Pháp Hòa mới nói: mấy đứa con biết mình có hạnh phúc lắm không? Mình đang được mấy bác thương mình, nấu ăn cho mình và làm những món mình thích. Xin lỗi, nhiều khi Phật tử nhịn cái phần đó mà nhường cho mình. Cho nên trong cái bài phục nguyện bữa ăn, Pháp Hòa hay đọc: cơm ngày ba bữa, bởi sự khó công khó, bởi sự khổ công khó nhọc của đàn na. Áo mặc bốn mùa, bởi sự nhín ăn bớt mặc của thí chủ. Thuốc thang giường chổng, đều nhờ công lao khó cực của tính thí khắp nơi. Học đạo tấn tu, bởi lòng từ dạy răn của thầy tổ. Thân mặc ba y, cơm ăn ba bữa, áo mặc bốn mùa, thuốc thang giường chổng, không nhờ tình thương Phật tử làm gì mình có. Phật tử người ta không nhịn ăn bớt mặt, người ta làm ra cực khổ, ta cho người thân ta không sướng, sao ta nhịn ăn bớt mặt cho mình.
Mà thế mà mình dụng cái đó mà mình không nhận ra cái công của Phật tử thì thật là sơ tâm, sơ ý. Cho nên Ngài Thật Hiền nói trong cái quyển Phát Bồ Đề Tâm Văn, 10 lý do để mình phát tâm Bồ Đề tu học, trong đó có một cái lý do là nghĩ đến ơn tính thí Đàn Na. Mà mỗi lần đọc tới cái đoạn đó là Pháp Hòa cảm xúc. Tại vì Pháp Hòa biết mỗi ngày mình sống, từng miếng nước, từng chiếc vớ, tất cả những gì trong đời sống tu hành của mình đều nhờ Phật tử ban cho hết. Thấy cái ơn đó mà làm cái gì cho Phật tử cũng không thấy mệt nhọc. Bởi vì đó là giây phút mình trang rãi trở lại cho mọi người. Cho nên mình sống mà mình niệm ra cái ơn á, mình làm gì cho ai mình cũng không bao giờ thấy cực khổ. Là gì? Người ta thi ơn cho mình thì đây đến lúc mình đền ơn. Có nhiều vị vô chùa than tu cực quá, làm suốt ngày. Pháp Hòa nói bộ ở không có ăn à? Nếu mình ở ngoài đời mình phải đi làm không? Cũng phải đi làm vậy. Thì mình ở trong chùa mình tu, ngoài giờ mình tụng kinh, ngồi thiền, học Phật, cũng phải làm việc chứ có đâu ngồi không hưởng. Mà thưa, nếu mình nghĩ rằng mình đang làm á, thì mình mệt lắm. Mình phải nghĩ rằng mình đang kết duyên lành với chúng sanh. Pháp Hòa ví dụ mình ngồi mình đánh máy cuốn kinh, trời ơi tại sao biết bao nhiêu việc không ai làm và bắt tôi đánh máy cuốn kinh này. Nhưng mà mình có biết rằng khi cuốn kinh này mình đánh máy xong rồi được in ra hàng ngàn bản, hàng ngàn người tụng, có phải là người ta kết duyên với mình không? Mình nấu bữa ăn ở sau bếp cho ngàn người, lát ra ngàn người hưởng cái hộp cơm đó, có phải là mình đang kết duyên với chúng sanh không? Cho nên không thấy cực. Sống mà không có kết duyên với người khác, người ta gặp mình là ta không thương. Cho nên đời này mình đi đâu mà được người ta thương quý mình, biết là mình biết rằng nhiều đời mình đã kết duyên lành với họ. Cho nên làm việc gì cho ai cứ nghĩ là mình đang gieo duyên với chúng sanh, chứ không hề gọi là tôi mọi cho ai cả. Kỷ niệm lắm. Cho nên nhiều khi người nào làm một cái gì cho mình nhớ là tình thương hết nha. Tình thương hết á. Người ta không thương mình á là người ta không khe. Cho nên quý vị thấy không, ai đi đâu về mà tặng cho mình một món quà thật là nhỏ thôi mình cũng vui vô cùng. Người ta đi chơi mà ta vẫn nhớ mình. Cho nên quan trọng là cái tình thương, người ta nghĩ tới mình chứ đừng coi cái món hàng đó. Mà cái món hàng mà ta tặng cho mình là gì? Kỷ niệm. Tôi đi chơi, tôi thấy cái này tôi nhớ tới chị, tôi mua tôi tặng chị để dành lưu niệm. Thấy không? Vật mà người ta thấy người ta nhớ mình. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Vật ấn tâm. Thấy vật mà nhớ người gọi là vật ấn tâm. Mình đem cái món hàng đó về, cầm lên, cái này má mua cho cô Năm nè, ba mua cho chú Bảy nè. Lấy cái tâm của mình để vô từng món hàng đó là tâm ấn vật. Rồi người đó đem về trưng, mai chiều mốt nọ nhìn lại cái đó, ồ, cái này chú Bảy chú Ba cho ba đó. Thấy vật mà nhớ người là vật ấn tâm. Khi mình làm cái gì cho người đó, lấy cái tâm mình gửi vào đó là tâm ấn vật. Cho nên khi mà quý thầy quỷ mà thỉnh tượng Phật đem lên cho quý thầy chú nguyện đó, quý thầy đang làm cái việc là tâm ấn vật. Quý vị đeo di chuyền, đeo Phật hay đem cho đưa cho Pháp Hòa, Pháp Hòa cầm trong tay và mình nhắm mắt lại và mình tâm ấn vật. Và khi mà quý vị đeo vô rồi, ồ cái này tôi được thầy đó chú nguyện đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta,
Tình thương nó thể hiện bàn bạc mà nhiều lúc không cần phải nói gì hết. Đi tới đâu mình được mọi người làm việc đó cho mình. Có nhiều khi mình sơ ý, mình thốt một câu đó, ai biểu làm? Đau nòng không? Cho nên nhiều lúc đi đâu về no muốn chết, mà thấy mâm cơm dọn rồi, Pháp Hòa nói để nó điên lát và xuống ăn. No rồi mà vẫn nói để chứ mình nói, ai biểu dọn chi vậy, tôi đâu có biểu. Tự nhiên người ta bị hurt vô cùng. Mình đi xa về người ta nhớ tới mình, sợ mình chưa ăn, người ta bày mâm cơm ra để đó. Rồi no rồi cái cũng không nói câu nào nghe cho nó mát ruột. Nói câu nghe nóng ruột. Nóng ruột là đỡ nghe, có người cháy ruột luôn á. Cho nên rồi một câu nói đó, cái tiếng Việt mình kêu nói về chuyện dễ xa nhau. Rồi người đó buồn mình chút phải không? Ngày khác chút, ngày kia chút. Mới đầu là hờn thôi, gom nhiều lần hờn mới tới giận, giận nhiều lần mới tới hận. Cho nên nó cũng có cái từng bực của đó, cũng có mình trong đó. Cho nên mình đừng nói tôi có làm gì nó đâu. Không, anh nói thôi, anh có làm. Anh làm trong vô tình, trong sơ ý của anh. Lắng nghe, giúp đỡ đều thể hiện tình thương. Nấu một món gì mà người đó thích đều thể hiện tình thương. Làm một cái việc gì mà mình biết rằng người đó sẽ rất thích đều thể hiện tình thương. Ngày hôm qua đứng ở dưới bà chùa Bảo Phước San Jose mà trời nóng như chụp hình 1-2 tiếng đồng hồ. Quý vị biết tối về có một Phật tử viết cho qua cái mail: thầy ơi, tụi con rất cảm ơn thầy đã vì chúng con mà đổ mồ hôi. Ví dụ bây giờ mình làm vậy mà một Phật tử, nếu mà người ta tin tưởng, người ta nhận ra điều đó. Có một cô Phật tử cầm ly nước cam tới đưa, mấy chú cản được mà nói không, đem lại Pháp Hòa uống. Người ta không thương mình, không nghĩ tới mình, đứng khổ cực, người ta đi mua ly nước cam tới ta cho làm chi. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống này, nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận rất nhiều tình thương mà chúng ta đang nhận đó chứ không phải không đâu. Và chúng ta cũng đang lưu xuất ra tình thương cho rất nhiều người xung quanh mình đó chứ không phải không đâu. Thấy được điều đó, chúng ta sống an lạc, chấp nhận, ôm ấp và làm phát triển cái tình thương đó nữa. Đời mà không có tình thương, đời khô lắm. Cuộc sống này mà thiếu tình thương, giống như là trời không có gió mát, trời không có trăng thanh. Chỗ nào mà không có lá cây, mình nói sao trời, chỗ gì mà khô khằn, khô khan quá. Ăn bún mà không có rau, nói trời ăn gì khô queo. Mà thiệt ra đang ăn bún tô nước, có phải không? Nhiều khi ăn một tô bún riêu ngập nước mà không có rau sống, không có bắp chuối, không có gì bỏ vô, nói trời ăn gì khô rang. Có rau vô tự nhiên mình thấy tô bún mình sao? Hấp dẫn. Mặc dù ai cũng nói ăn bún, chứ không ai nói ăn rau. Nhưng mà rau nó làm cho tô bún thêm hương vị, ăn không ngán. Nhìn như vậy, gọi là nhìn với cặp mắt chánh niệm của đạo Phật. Bây giờ quý vị thấy đạo Phật đâu có gì xa nữa. Đạo Phật là tình thương. Vì đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Người tỉnh giác thì tình thương mình phải thể hiện. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ thấy hình thôi. Nhưng có nghe thầy dạy, Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi. Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ thấy hình thôi. Nhưng
có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi, nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi. Một trong những cái cuối cùng mình có thể làm, và xin thưa là mình có mặt cho người đó trong lúc người đó gặp khó khăn. Người ta hay nói á, một miếng khi đói bằng một gói khi no, của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng. Mình lá lành mình đùm cái lá rách đó là chuyện bình thường rồi, tốt rồi phải không? Nhưng mà nếu mà mình là cái lá rách mà mình đùm được cái lá tả tơi, quý lắm. Lá đà lành đùm lá rách là chuyện tốt rồi đó, chuyện đó đương nhiên rồi. Nhưng mà tả mình mà rách rồi mà vẫn ôm ấp được người tả tơi, quý vị đã từng thấy người nghèo giúp người nghèo không? Có không? Việt Nam mình là trang. Cho nên nghèo mà giúp người nghèo quý quá chừng. Người ta có của người ta cho thì dễ rồi, mình không có của mình vẫn cho được. Cho nên có mặt với nhau trong lúc khó khăn là điều rất cần. Có một ông, một vị Phật tử đó, một mình ông mà nuôi người thân trong gia đình ông 4 người bệnh. Thì có một hôm ông mới nói với Pháp Hòa, ông nói là có dịp nào con mời thầy đến nhà con để cho gia đình con một cái niềm an ủi. Ông nói vậy thôi chứ ông nghĩ đâu qua đâu đi. Bà vợ nói thôi anh ơi chắc thầy bận lắm thầy không đi. Nhưng mà ông trong lòng ông nghĩ khác. Ông nói anh nghĩ chắc thầy đi, tại vì anh hiểu thầy đang thương anh. Thương anh sao? Một mình mà nuôi 4 người, nuôi 4 người bệnh. Thì cái người mà không có bệnh đó, mà nuôi 4 người bệnh đó, thì họ dễ bệnh gì? Bệnh tâm. Tại vì họ phải hiểu 4 tâm lý của 4 người bệnh. Họ phải chăm sóc cho người bệnh. Và thưa đại chúng, khi mình chăm sóc một người bệnh, không phải mình chỉ chăm sóc cơ thể họ không, mà mình phải luôn hiểu cái tâm lý của họ nữa, để có thể tới gần họ được. Chứ không phải bình thường đâu, nuôi bệnh cực lắm à. Nuôi một người bệnh mà không phải là cho người đó miếng cơm, miếng cháo, miếng thuốc mỗi ngày là gọi là trọn vẹn đâu. Phải hiểu tâm lý họ vô cùng, lúc nào họ buồn, lúc nào họ vui, thậm chí lúc nào họ nạt mình mà mình phải thái độ làm sao nữa, chứ không phải bình thường. Có một người mẹ phải bà biết á, đứa con nó bị bệnh tự kỷ. Nó muốn quẹo trái, bà phải quẹo trái. Nó muốn quẹo phải, bà quẹo phải. Thì khi mình đi học á, người ta mới nói á, những đứa đó tới một lúc nào đó mình không thể chiều được như vậy, tại mình phải luyện nó ngược lại mà. Thì nó hét cỡ nào cứ cho nó hét. Khi nào nó hét nó mệt rồi thì nó hiểu một điều rằng á, mình muốn cỡ nào mẹ cũng không cho, là lần sau nó không làm nữa. Lúc đầu á, hai mẹ con có những lúc đó, trời mưa vậy nó không chịu vô nhà. À xin lỗi, nó đòi đi, nó những lúc vậy nó đòi nằm ngoài đường vậy đó. Người mẹ vô trong mát ngồi chờ nó. Ai mà không hiểu đi ngang, trời mẹ. Mẹ modern. Trời mưa mà để con mình dầm mưa mà mình thì ngồi trong đó mà mình ấy. Nhưng mà thời dài ba lần sau đứa nhỏ đó hết cái bệnh đó. Nó nghe lời mẹ nó, biểu vô là nó vô. Mặc dù bệnh nó không hết, nhưng có những việc từng phần mình luyện nó được.
Thì cái vị đó mới kể qua nghe, nói mai mốt chị sẽ là một nhà chữa bệnh rất giỏi, không cần bằng cấp. Tại vì khi mình nuôi một người bệnh, mình tâm lý họ rồi á, mình có rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên ở bên Pháp Hòa mỗi năm tổ chức khóa tu mùa hè đó, các bậc phụ huynh đi theo á, tới giờ mấy đứa nó sinh hoạt á, Pháp Hòa mời các phụ huynh lại, tổ chức những buổi hội thảo. Có phụ huynh nào có những khó khăn bế tắc nói ra, có những phụ huynh khác đã thông những điều đó chia sẻ với mình. Cho nên mình có mặt cho nhau trong lúc khó khăn là một điều rất cần. Và khi người đó đang có việc, mình có mặt cho người đó. Hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng, bữa nay là bữa sinh hoạt cuối cùng trong cái chương trình này. Không biết cuối chưa thì không biết, nhưng mà thôi như là cuối ngày. Xin cảm ơn đại chúng đã dành cho Pháp Hòa thời gian đến đây thăm, và cho Pháp Hòa được cơ hội chia sẻ với quý vị một cái điều rất là cần thiết trong cuộc sống, đó là tình thương. Và chúng ta phải thương như thế nào? Mình thương ai cũng nói được, nhưng mình thể hiện tình thương như thế nào? Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói chỉ là một vài điểm căn bản thôi, chứ còn trong cuộc sống này khi đã có tình thương rồi thì việc gì mình cũng có thể thể hiện được. Giống như quý vị có biết cách nấu ăn và có đủ ba chất liệu đường, muối, bột ngọt, nấu món gì quý vị nấu cũng được. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Bây giờ mình có giờ để trả lời câu hỏi không? Thôi bây giờ chắc có lẽ hết thì không hết đâu. Hết thì không hết, nhưng mà hồi nãy Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa đã trả lời câu hỏi của một bác, nói rằng con sợ nữa con già đó ha. Câu hỏi đó mình cũng đã trả lời rồi. Bây giờ kiếm một câu hỏi nào khác khác. À, bây giờ có một câu hỏi đây. Có lẽ là câu hỏi này nó cũng trả lời phần, cái bài nói chuyện cũng trả lời phần nào nè. Kính bạch thầy, kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con làm cách nào để học hạnh nhẫn nhục, kiên nhẫn tha thứ cho những việc người chung quanh khi mình bị đối xử không đúng thường xuyên. Dù con vẫn biết đời là vô thường, chúng con nên biết chấp nhận tha thứ. Mặc dù chúng con hiểu lời thầy dạy nhưng vẫn không thể thực hành được, hoặc rất khó thực hành. Thầy chỉ dạy cho chúng con cách nào để thực sự giác ngộ rằng đời là vô thường. Chúng con nên biết học, biết cách chấp nhận. Thì thật sự ra mình cũng chứng thấy cảnh vô thường nhiều rồi đó chứ, nhưng mà tại vì mình chưa thực hành thôi. Nhưng mà nhớ là đời không thể nào có được một sự việc gì nó có mặt mà không có cố gắng thực hành. Cho nên á, tại sao trong nhà Phật xài chữ tu? Tại sao trong nhà Phật dùng chữ tu? Bởi vì tu là mình thực hiện. Cho nên ta nói rõ thêm chữ hành, tu hành. Mình không hành thì làm sao có sự việc được. Ví dụ bây giờ mình học làm toán mà không học, là không biết củ chương mà không làm toán thì không biết cách. Cho nên không có cách nào khác hơn nếu chúng ta không thực hành. Mặc dù nó khó nhưng không có thể chúng ta không làm được. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng một cái cách đơn giản nè. Quý vị đừng có nghĩ là quý vị sẽ nhẫn hết đời, cả đời cứ một lần nhẫn thôi. Thí dụ hôm nay mình người đó nói mình chịu không nổi phải không? Thôi ráng nhịn bữa nay, bữa thôi, đừng cho mình cả đời cả tháng gì mình thấy nặng nề cho mình quá, bữa thôi. Mà qua hết bữa này thì mình tới được bữa khác. Cũng giống như mình ăn vậy đó, ăn bữa à, nhưng mà ăn hoài hết đời không hết bữa. Còn mấy câu hỏi khác thì nó cũng na ná. Có một câu hỏi về giấc chiêm bao. Con đang con hằng ngày niệm Quán Thế Âm
Và sau một thời gian niệm, con nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm dạy con đến một chùa để thắp hương. Vậy thì có nghĩa là gì và làm thế nào? Có gì đâu, không hiểu. Ngài biểu đi thắp hương thì cứ đi thắp đi. Nếu mà Ngài nói rằng á, Ngài Quan Âm nói á, con đừng thắp hương nữa, con nên thắp hương vô casino. Thật sự ra nếu mình hiểu theo cái lý thôi, đây lấy cái lý mà hướng dẫn cho mình. Thắp hương là gì? Thắp hương là mình, hương là mùi thơm phải không? Mà cái gì nó làm cho mùi thơm? Cái đức hạnh, cái giới pháp. Người có giữ giới luôn luôn tỏa ra cái đức hạnh. Cho nên nói tới hương là phải nói hương là thơm, hương là cái mùi thơm. Cho nên thắp hương tức là mình mồi lên, mình làm cho cái hương, cái mùi thơm nó xông lên. Thì ở trong nhà Phật á, lấy cây hương làm biểu tượng cho người đức hạnh. Vì vậy cho nên á, trong kinh có câu á, dù là bất cứ hương hoa nào quý báu cỡ nào cũng không bay ngược được chiều gió, chỉ có hương người đức hạnh mới bay ngược gió bốn phương. Cho nên thắp hương nghĩa là mình phải giữ giới, quy y giữ giới và sống cuộc đời đạo hạnh càng ngày càng tinh chuyên hơn nữa, để cái hương đức hạnh nó lan tỏa. Ví dụ cái hương trầm nãy thắp ở đây, nếu mà nó có bay thơm đi nữa cũng ở khoảng này thôi chứ đâu phía dưới. Nhưng mà một bậc tu hành mà có đức hạnh á, thì không phải chỉ lan tỏa ở trong vùng của vị đó ở, mà còn khắp cả các nơi nữa, như các bậc tôn đức mà chúng ta đã thấy. Pháp Hòa tạm giải thích như vậy. Thôi thì hết giờ. Và xin cảm ơn đại chúng đã dành thời gian đến đây tham dự buổi pháp thoại tối hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn gia đình anh Châu Nguyên đã phát tâm tổ chức cái buổi tối hôm nay. Xin chúc đại chúng có nhiều an lạc. Và bây giờ xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng trước khi chúng ta đứng dậy. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.